tục chương trình là thông tin cực kỳ thú vị liên quan đến loại ớt có tên là Charapita, nguồn gốc từ Peru, đa phần là mọc hoang dại. Ở một số quốc gia thì loại ớt này được bán cho các nhà hàng cao cấp với giá là 25.000 đô la Mỹ 1 kg, tức là hơn nửa tỷ đồng. Và nông sản này liên tục tạo sốt ở Việt Nam khi được nhiều nhà hàng cao cấp và giới nhà giàu săn đón. Thông tin bất ngờ là giờ đây thì ớt Charapita đã được nhân giống ở Việt Nam và bán thử nghiệm với giá là 50 triệu đồng 1 kg khô, rẻ hơn một chục lần so với hàng nhập khẩu. Vì sao lại được mệnh danh là gia vị đắt nhất thế giới? Quý vị hãy cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây nhé. Cách đây 2 năm, ông Cường ở Đắk Nông đã nhập khẩu giống ớt Charapita từ châu Âu về trồng thành công tại khu vườn của mình và nhân rộng chúng lên được hơn 20.000 cây. Hiện khu vườn ớt của nhà ông Cường đang cho trái. Ông bán cho các nhà hàng hoặc người dân có nhu cầu với giá 10 triệu đồng 1 kg ớt tươi và 50 triệu đồng 1 kg ớt khô. Ông đang tìm thị trường nước ngoài để xuất khẩu. Loại cây này có chiều cao từ 40 đến 55 cm, tán rộng 35 đến 45 cm, sinh trưởng tốt khi ở nhiệt độ từ 16 đến 45 độ C, cho thu hoạch quả sau 90 ngày. Mỗi cây có hàng trăm quả nhỏ tròn màu đỏ hoặc vàng, nhưng màu vàng phổ biến hơn cả. Ớt Charapita có giá đắt đỏ vì chứa nhiều thành phần tốt cho sức khỏe, giúp giảm đau, hỗ trợ tiêu hóa và chống viêm nhiễm tốt. Lượng vitamin C trong mỗi quả ớt lên đến 76,4mg, tương đương với một quả cam trọng lượng trung bình, chống oxy hóa, ngăn ngừa quá trình lão hóa trên các tế bào. Hàm lượng cao vitamin A trong ớt Charapita giúp sáng mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng của mắt. Độ cay của ớt Charapita lên đến 30.000 đến 50.000 độ cay của Scoville, thậm chí còn cao gấp 4 đến 20 lần ớt Jalapeno nổi tiếng. Thậm chí có thể làm thủng lưỡi, được khuyến cáo không nên ăn tươi. Loại ớt này chủ yếu được dùng dưới dạng bột và được các đầu bếp đẳng cấp thế giới đánh giá cao. Thưa quý vị, rất nhiều lần chương trình đưa tin phản ánh về cách ứng xử của một bộ phận người dân tham gia giao thông. Khi xảy ra va quẹt thường hành xử rất côn đồ với nhau và hệ quả là người bị thương phải nhập viện, kẻ phải chịu án phạt. Vừa mới đây tại Đồng Nai cũng xảy ra một sự việc tương tự. Sau màn va quẹt giữa xe khách và hai thanh niên điều khiển xe máy thì một cuộc truy sát như phim hành động đã xảy ra, khiến cho người dân nơi đây phải phát hoảng. Điều gì đã xảy ra tiếp theo đó? Chúng tôi xin mời tất cả quý vị sẽ cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây. Theo đó, khoảng 20 giờ tối hôm qua, anh Phạm Thanh Sơn và anh Trần Quốc Phương, 30 tuổi, cùng ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, chở nhau trên xe máy chạy trên quốc lộ 1 hướng Bình Thuận về Đồng Nai. Khi đến đoạn qua thành phố Long Khánh thì bị xe khách biển số 79B-02841 của nhà xe Liên Hưng ép vào lề nên hai người đuổi theo. Sau đó, Sơn dùng gạch ném xe khách. Lúc này phụ xe và tài xế xe khách cầm hung khí đuổi chém hai thanh niên đi xe máy. Hậu quả Sơn bị chém đứt gân tay, chấn thương phần đầu, được người dân chuyển đi cấp cứu. Sau khi gây án, tài xế và phụ xe tiếp tục chạy về hướng thành phố Hồ Chí Minh và bị tạm giữ người và phương tiện ngay sau đó phục vụ công tác điều tra. Ngày hôm qua, cộng đồng mạng trở nên xôn xao trước sự việc rất nhiều người dân lan truyền đoạn clip và hình ảnh về một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đắk Nông. Thông tin cho rằng cảnh sát giao thông đã truy đuổi làm chết người, thậm chí một số người dân còn ngăn cản không cho các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, gây mất an ninh trật tự. Và liên quan đến vụ tai nạn thì camera an ninh của người dân gần hiện trường đã ghi lại toàn bộ diễn biến của vụ việc. Thực hư ra sao? Quý vị hãy theo dõi toàn bộ diễn biến ngay sau đây nhé. Trước đó vào ngày 25 tháng 8, rất nhiều người dân đã tụ tập gây mất trật tự tại khu vực chợ Đắk Sắc, huyện Đắk Lưu, tỉnh Đắk Nông vì cho rằng cảnh sát giao thông đã gây ra va chạm khiến một người tử vong. Đến tận 22 giờ đêm cùng ngày, người nhà nạn nhân vẫn để thi thể tại hiện trường, kéo nhiều người tụ tập phản đối, yêu cầu chính quyền giải quyết. Nạn nhân tử vong là anh Nguyễn Đăng Toàn, sinh năm 1990, trú thôn Xuân Tình 1. Tuy nhiên, theo thông tin điều tra của cơ quan công an, trước đó anh Toàn điều khiển xe máy đã xảy ra tai nạn giao thông. Trích xuất từ camera an ninh cho thấy, chiếc xe mô tô do hai cảnh sát giao thông đang đi tuần tra với tốc độ chậm. Ngay sau đó, chiếc xe máy chở anh Toàn đi cấp cứu chạy tới tông vào phía sau của xe cảnh sát giao thông, rồi tông vào một chiếc xe máy chạy cùng chiều. Hiện cơ quan công an đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Như vậy, hình ảnh camera đã cho thấy được rõ tường tận diễn tiến của vụ tai nạn. Nếu không có những hình ảnh này thì không biết sự việc sẽ còn đẩy xa tới đâu, gây bất bình ổn trong xã hội. Hy vọng rằng người dân chúng ta khi chứng kiến sự việc tương tự cần phải bình tĩnh suy xét và quan trọng là hãy để lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật. Kính thưa quý vị, thời tiết trong những ngày qua có dấu hiệu hạ nhiệt, mưa vẫn xuất hiện rải rác và xóa tan cơn nóng bức khó chịu. Thế nhưng tình hình hỏa hoạn lại diễn biến hết sức phức tạp.
Như vụ việc sáng nay trên địa bàn của tỉnh Tiền Giang thì một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà máy giấy đóng trên địa bàn, gây thiệt hại tiền tỷ. Sau đây là những hình ảnh của nhóm phóng viên chương trình thường trú tại đây ghi nhận được. Tiền Giang. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 1 giờ 30 phút rạng sáng nay 26 tháng 8, bảo vệ của công ty trách nhiệm hữu hạn Tấn Dũng chuyên sản xuất giấy bao bì bìa cạc tông nằm trên tỉnh lộ 864, thuộc xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, phát hiện lửa bốc lên từ nhà kho chứa hàng rộng khoảng 3.000m2 của công ty nên trình báo cơ quan công an. Lửa bùng lên dữ dội, nhiều người dân hô hoán chữa cháy tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương huy động 5 xe chữa cháy, một cano cùng với hơn 60 cán bộ chiến sĩ tiến hành dập lửa. Đến 6 giờ cùng ngày, ngọn lửa cơ bản được khống chế, không để cháy lan ra khu dân cư. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn còn cháy âm ỉ bên trong. Đến hơn 9 giờ, công tác chữa cháy vẫn đang được lực lượng chức năng tích cực thực hiện. Vụ cháy tuy không gây thiệt hại về người, nhưng phần lớn tài sản trong nhà máy đã bị lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng. Tiếp tục chương trình vẫn là một vụ hỏa hoạn khác mà chúng tôi vừa ghi nhận được vào sáng nay. Cụ thể thì đồn biên phòng cảng Nha Trang, lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc một chiếc cano của công ty Lâm Hải số hiệu 1067 do ông Nguyễn Văn Tấn làm thuyền trưởng chở 25 người tham quan Hòn Mun. Khi mà đoàn khách xuống chơi tại đảo Hòn Mun, cano đang neo đậu cách bờ chừng 3 hải lý thì bốc cháy. Khi vụ cháy xảy ra, một số tàu gần đó đã đến hỗ trợ dập lửa cứu các nạn nhân. Theo ông Huỳnh Bình Thái, trưởng ban quản lý Vịnh Nha Trang, cano này đang trong thời hạn đăng kiểm, đủ điều kiện xuất bến và được ký lệnh xuất bến. Nguyên nhân ban đầu nghi là do nổ bình xăng. Ông Tấn và một thuyền viên không kịp thoát đã bị phỏng nặng và hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Đào Duy nè, theo phản xạ của Đào Duy á, thì khi mà Đào Duy đang chạy xe trên đường, bỗng nhiên là gặp một chiếc xe khác bốc cháy thì Đào Duy sẽ làm như thế nào? Đại Duy nghĩ là phản xạ đầu tiên của chúng ta là phải nhanh chóng thoát ra khỏi khu vực đang diễn biến để có thể là đảm bảo an toàn cho mình. Và sau đó thì có thể hướng dẫn cho mọi người để có thể đảm bảo được tất cả những cái yếu tố về an toàn. Đúng là như vậy ạ. Và hầu hết chúng ta cũng sẽ phản ứng giống như là Đào Duy khi mà gặp xe cháy rất là nguy hiểm. Thế nhưng mà quý vị biết không, ở Long An thì có một anh thợ sửa xe đã rất dũng cảm, ứng cứu kịp thời một chiếc xe khách bất ngờ bị bà Hỏa tấn công. Trước đó, xe ô tô khách mang biển kiểm soát 63B01556, chưa rõ danh tính tài xế, chở nhiều hành khách trên xe đang lưu thông trên quốc lộ 62, hướng đi từ đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương. Khi đến khu vực thuộc xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tài xế cùng nhiều hành khách phát hiện phía sau hầm máy có nhiều khói cuồn cuộn bốc lên. Tài xế dừng xe cùng nhiều hành khách dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Thế vậy, anh Lê Văn Bình, sinh năm 1969, phường xã Lợi Bình Nhân, thành phố Tân An, nhà đối diện chạy sang đề nghị nhà xe kéo vòi nước từ bên trong tiệm sửa xe Thành Tài ra để tiếp tục phun xịt. Sau thời gian ngắn, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người.